Ánh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đã đến với mời mỗi ngày. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Mũi trưởng Long xác nhận đã ly hôn vợ được 2 năm. Nổi lên như một hiện tượng khi lên sóng trong sao nhập ngũ, mọi động thái của mũi trưởng Nguyễn Việt Long đều trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là khi đồng chí Long được dân tình đẩy thuyền tới bến với hot YouTuber Hậu Hoàng. Trang cá nhân của anh chàng cũng hot hơn bao giờ hết khi nhận về lượng fan đông đảo không kém gì một ngôi sao trẻ đặc biệt là chuyện đời tư cũng được cư dân mạng truy lùng không sót một thông tin nào. Còn nhớ khi mới nổi tiếng, mũi trưởng Long từng vướng phải tin đồn đã ly hôn và có con trai 4 tuổi. Thậm chí người hâm mộ còn vào tường nhà của đồng chí Long, tác thẳng tên hậu hoàng để hỏi cho ra nhẽ. Thế nhưng tất cả những gì fan nhận chỉ là sự im lặng của người trong cuộc. Bất ngờ mới đây, hot boy sao nhập ngũ đã lên tiếng chia sẻ về chuyện đời tư của mình. Anh đăng tải một status rất dài trên trang cá nhân, thừa nhận việc đã ly hôn và có con trai 4 tuổi, đúng như nghi vấn trước đây chia sẻ của mũi trưởng long trên trang cá nhân như sau ai cũng có quyền có quá khứ và được lựa chọn có kể quá khứ đó cho nhiều người hay không cảm ơn các bạn thời gian vừa qua đã thực sự yêu quý sao nhập cũ và yêu quý mình ngày hôm nay mình sẽ nói một lần rõ với mọi người về quá khứ của mình mình lập gia đình khá sớm và cũng mong muốn sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc tuy nhiên mình làm bộ đội xa nhà thường xuyên việc chung sống với vợ cũ mình không được hạnh phúc như mong đợi nên mình đã lựa chọn ly hôn để hai người có thể có cuộc sống tốt hơn Giữa mình và vợ cũ có một bé trai, cháu còn nhỏ và vì mình không có điều kiện thời gian chăm sóc cháu tốt bằng mẹ nên hiện giờ cháu đang sống cùng với mẹ và ông bà ngoại. Mối quan hệ giữa mình và vợ cũ không căng thẳng, mình cũng thăm con khi mình được nghỉ phép và quan tâm tới bé thường xuyên. Thời gian qua các thông tin về bản thân và gia đình mình bị chú ý rất nhiều và mình không lên tiếng. Tuy nhiên đến hôm nay mình thấy không nên im lặng vì mọi người đang suy đoán và phán xét quá nhiều và không đúng sự thật. Mình muốn công khai chuyện này không phải là mình không thừa nhận bé, mà thực sự mình không muốn những hình ảnh con mình bị lan truyền khắp nơi, rồi mọi người đánh giá mình, nói mình không quan tâm bé, không thừa nhận bé. Hậu quả không nhìn thấy ngay được, mà nó sẽ theo bé tới suốt cả thời gian bé lớn lên. Đó là lý do duy nhất khiến mình không muốn chuyện con mình bị đưa ra bàn tán, rất tội cho bé. Các thông tin này, các anh chị trong ekip và các đồng chí tham gia sao nhập ngũ mùa này đều biết trước khi ghi hình, không bao giờ có chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình hay giấu giếm thông tin lừa dối ai cả. Cũng không có chuyện chương trình sao nhập ngũ cố tình để chuyện này xảy ra trên truyền thông. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ sao nhập ngũ và cá nhân mình. Mình thực sự yêu mến và trân trọng tình cảm của các bạn. Mình cũng mong mọi người hiểu và giữ cho mình có cuộc sống riêng, đừng làm tổn thương những người bên cạnh mình thêm nữa. Cảm ơn mọi người nhiều. Theo thông tin được biết, mũi trưởng Nguyễn Việt Long của sao nhập ngũ đã xác nhận với báo giới rằng anh đã kết hôn năm 2016 và có con trai 4 tuổi, khi đó anh vừa tốt nghiệp trường sĩ quan đặc công. Hiện tại họ đã ly hôn do mâu thuẫn cá nhân, con trai của anh hiện được mẹ và nhà ngoại nuôi dưỡng. Anh cũng khẳng định mối quan hệ với vợ cũ rất thoải mái. Thông tin này hiện vẫn đang được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội với vô vàn ý kiến khác nhau, đa số đều bày tỏ sự bất ngờ, những người cũng để lại những bình luận an ủi đồng chí Long và mong chuyện đời tư của anh không bị soi mói thêm nữa trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của mới mỗi ngày cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối video này mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của mới mỗi ngày